Hi, Miss Xin xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh. Mình còn gọi là Present Continuous hay là Present Progressive đó các bạn. Rồi, khi nào mình dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả về một sự việc mà đang xảy ra tại thời điểm nói, ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này ha. Bởi vậy nên là nó hay dùng với lại những từ như là now, bây giờ, at present, hiện tại, kiểu vậy. Right now, cũng giống như kiểu ngay bây giờ. Listen, nghe, lắng nghe, đó. Be quiet, trật tự. At the moment, tại cái khoảnh khắc này. At this time, tại cái thời gian này. Look, nhìn kìa. Cái từ như là look, listen hay be quiet để diễn tả là ngay tại cái thời điểm nói này nè, ha. Rồi, vậy thì cái cấu trúc của hiện tại đơn, các bạn, hiện tại tiếp diễn sẽ là gì? Mình sẽ có chủ ngữ cộng với be và verb in các bạn nhé. Luôn luôn nhớ là tiếp diễn sẽ là be cộng với verb in. Vậy thì be, các bạn có nhớ không, trong các thì hiện tại á, thì be nó có 3 dạng là am, is và are ha. Vậy, mình nhớ lại là I sẽ đi với am, he, she, it và danh từ số ít sẽ đi với is, you, we, they. Và danh từ số nhiều, plural noun là danh từ số nhiều các bạn nhé. Thì mình sẽ dùng với are, được chưa? Và động từ luôn luôn ở dạng verb thêm in. Rồi bây giờ mình sẽ tới với ví dụ nè. 1, 2. I am doing my homework now. Bây giờ tôi đang làm bài tập. I thì đi với am nè. Do thì mình thêm in. I am doing my homework now. Number 2. I'm. Có nghĩa là I am đó các bạn. I'm taking a shower. Tôi đang tắm. Các bạn có thể dùng taking a shower hay là having a shower cũng được. Và các bạn nhìn mẫu của từ này ha. Đây là từ take. Đây là nguyên mẫu của nó. Khi mà mình thêm in á, thì người bạn ngữ người ta sẽ bỏ cái chữ e này đi. Người ta không cần cái chữ e này nữa. Và người ta chỉ lấy là T-A-K rồi người ta thêm in vô thôi. Vậy cái này sẽ là gì đấy? Taking, đây là dạng viết chữ của, cái chữ viết của nó các bạn nhé. I'm taking a shower. I'm taking a shower. Rồi, number 3, number 4. He thì đi với is các bạn ha. Watch mình thêm in. He is watching TV at present. Pờ nhá, present. Present, tất nhiên present cũng có nghĩa là món quà, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là hiện tại ha. At present. He is watching TV at present. Anh ấy đang xem TV ngay tại lúc này, là ngay cái lúc này đây thì anh ấy đang coi TV ha. Rồi, for right now, ngay lúc này, he's playing golf. He's là dạng viết tắt của he is, các bạn nhớ. Playing golf. Playing golf có nghĩa là chơi golf đó các bạn. Right now, he's playing golf. 5 and 6. She is. She with is. And then, watch with in. Watching. She is watching her hair. Watch thì dịch có nghĩa là rửa rồi, nhưng mà watch her hair, watch somebody's hair có nghĩa là gội đầu các bạn ha. She is watching her hair. Cô ấy đang gội đầu. Number 6 nè. She's, viết tắt của she is ha. Read, mình thêm in thôi. She's reading books. She's reading books. Cô ấy đang đọc sách ha. Number 7, listen, nghe. Ý là nghe đi hoặc là lắng nghe kìa. It thì đi với is các bạn nhé. Rain mình thêm in vô. It is raining. Listen. It is raining. Hoặc là mình có thể nối vô. It is raining. Listen. It is raining. Number 8 nào. It's lying on the floor. It is. Mình viết tắt là gì đây? It's các bạn nhé. Lying on the floor. Nó ở đây có thể là một con vật ha. Đang nằm ở trên sàn nhà ha. Các bạn nhìn từ lying này ha, nhưng mà cái dạng base form của nó, cái dạng nguyên mẫu của nó là L-I-E. Như thế này các bạn ha. Thì thông thường thì nếu mà khi mà động từ như thế này cũng giống như từ take, khi mà mình thêm in á, thì mình sẽ bỏ e này đi, rồi sau đó mình thêm in đúng không? Thì nếu mà cái dạng của nó sẽ là ví dụ như này hả, lie thì các bạn bỏ chữ e thì thành L với I như thế này đúng không? Xem các bạn thêm in ha. Thì như nó hơi kỳ kỳ ha. Kiểu từ này nó ít khi nào mà có trong tiếng Anh, nhưng mà người ta không có làm như vậy ha. Người ta
cái chữ y dài này á, người ta cái chữ y ngắn là người ta đổi thành y dài luôn. Đó, vậy mình sẽ có gì đây? Lying các bạn nhé. Lying, các bạn hiểu chưa? So, it's lying on the floor. Night, be quiet. The baby is sleeping. Be quiet có nghĩa là shh, kiểu cái là nhẹ nhàng thôi. Đó. Gì đây? The baby, đứa bé, làm sao? Đang ngủ. Huh? Be quiet. The baby thì là một người ha, số ít ha, singular noun thì các bạn sẽ dùng với is. The baby is sleeping, thêm in your, the baby is sleeping. Be quiet, the baby is sleeping. Nhỏ nhẹ thôi, đứa nhỏ đang ngủ đó. Number 10, the dog is, okay, or you can say the dog's short form, sitting behind the chair. Con chó thì đang ngồi ở đằng sau cái ghế. The dog là một con vật, số ít các bạn ha. Singular noun thì các bạn chọn is ha. The dog's sitting behind the chair. Các bạn nhìn từ sitting và nhìn từ mẫu của nó này. Oh, sorry, từ gốc của nó. Sit ở đây chỉ có S-I-T thôi, một chữ T các bạn ha. Nhưng mà tại sao khi mà các bạn thêm in á, thì các bạn lại ở đây lại là hai chữ T như thế này? Bởi vì sao? Bởi vì thường á, tiếng Anh á, thì nếu như mà một từ, đặc biệt là động từ ha, khi mà mình thêm in á, nếu mà nó kết thúc bằng một phụ âm, ở đây này, sit nè, một phụ âm đó, mà trước đó là một nguyên âm nhé, kết thúc bằng một phụ âm và trước đó là một nguyên âm thôi, thì trước khi mình thêm in á, thì mình sẽ gấp đôi cái phụ âm T này, mình thêm một âm T nữa, rồi sau đó mình sao? Mình thêm in ha. Các bạn hiểu này rồi ha. Vậy sẽ là sit, và cái này sẽ là sitting. Thường thì một âm tiết, không biết có hai âm tiết nhỉ, cũng không để ý nữa, nhưng mà thường sẽ là một âm tiết ha. Sitting behind the chair. The dog sitting behind the chair. 11. You with are, right? You are making noise. Bạn đang làm ồn đó ha. Make noise tức là làm ồn, như kiểu là you are noisy. Make, đây là từ gốc của nó các bạn nhé. Mình nhớ là thì cũng giống như cái từ take này, thì các bạn sao mình bỏ e đi, rồi sau đó mình thêm in. Making noise, you are making noise. 12. You are, mình viết tắt là your các bạn nhé. Your, short form của cái từ you are. You're talking so loudly. Bạn đang nói rất là lớn tiếng đó ha. Talking so loudly. You're talking so loudly. 13 and 14. We with are ha. Huh? Rồi sau đó mình thêm in staying. We are staying home at the moment. We are staying home at the moment. Ngay tại thời khoảnh khắc này thì chúng tôi đang ở gì? Chúng tôi đang ở nhà ha. Stay home là ở nhà. Rồi mình thấy ha, stay nè, cái này nó là hai nguyên âm. Đó, hoặc là từ play cũng vậy, thì mình không có thêm, nó không giống cái trường hợp này ha, là một phụ âm, một nguyên âm, thì mình không có gấp đôi phụ âm cuối các bạn nhé. We are staying home at the moment. Rồi 14 nè, we are taking a long vacation. Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ dài ha. Take a vacation hay là have a vacation cũng được. Hay các bạn không thích dùng vacation như anh Mỹ thì các bạn có thể dùng holiday giống như anh ha. We are là dạng viết tắt của we are ha. We are taking a long vacation. Cũng giống như vậy, từ take ha, mình bỏ gì đây? Mình bỏ y rồi sau đó mình thêm in ha, taking. 15 and 16. They are listening to music. Họ đang nghe nhạc. They thì đi với are các bạn nhé. Listen thêm in, listening to music. Listen thì các bạn phải nhớ là luôn luôn viết to các bạn nhé. They are listening to music. 16. They are studying math at this time. They are, mình đọc tắt sẽ là there ha. There. Studying math at this time. Cái thời gian này hoặc là cái thời điểm này thì gì đây? Chúng đang học môn toán ha. They are studying math at this time. Rồi 17. My parents are laughing. Ba mẹ tôi đang cười, nghĩa là cười lớn đó các bạn. My parents ha là số nhiều các bạn ha, cả ba và mẹ thì là hai người, thì sẽ là danh từ số nhiều, thì mình sẽ chọn với gì đây? Be là are. My parents are laugh, rồi mình thêm in laughing. Mình nhớ ra
cái chữ G và cái chữ H này thì mình phiên âm là chữ F ha. Laughing. My parents are laughing. Ai Tina, look, nhìn kìa, the lions are coming. Có thể là bạn đang ở trong một cái sở thú đi và tự nhiên mấy con sư tử, lions là những con sư tử này đang tới kìa. Đó. Nhìn kìa, những con sư tử đang tới kìa. Thì có nghĩa là nó đang tới, có thể là bạn phấn khích mình hoặc là biết phấn khích hay sợ hãi thì các bạn có thể nói như vậy ha. Look, the lions are coming. The lions, số nhiều ở đây thì có nghĩa là hai hoặc nhiều thì nó là số nhiều rồi các bạn ha. Plural noun thì mình sẽ chọn cái gì? Are. The lions are, đúng rồi, the lions are coming. Ok, vậy các bạn nhớ là gì? Hiện tại tiếp diễn là mình sẽ sử dụng để nói về một cái sự việc diễn ra ngay tại thời điểm nói các bạn nhé. Và các bạn có thể dùng với now, at present, right now, listen, be quiet, hay là at the moment, hay là look, hay là at this time ha, để diễn tả về gọi là hiện tại nè ha, được chưa? Và mình nhớ là mẫu của nó sẽ là be với verb in các bạn nhé. Ok, so that's all, goodbye, see ya.